lên trung tâm hiện đại hơn, có siêu âm sinh miễn vi UVM, gọi là UVM ultrasound biomicroscopy, và bệnh viện mắt có, thì vì có những cái siêu âm, có hai loại siêu âm mà càng ở sâu thì cái gì, cái đầu dò của nó càng nhỏ. Ví dụ như là 5 đến đường siêu âm cục thì khoảng 5 MHz. À, nếu 5 MHz thì nó đi sâu siêu âm rất là tốt, nhưng mà về chi tiết thì không tốt. Chi tiết thì chúng ta phải dùng những UVM hoặc là những cái siêu âm ở trên da liễu, thì họ dùng siêu âm có tần số rất là cao, từ trên 50 MHz đấy. 50 MHz thì nó sẽ cho chúng ta biết được chi tiết nhưng không xuyên sâu được. Còn ngược lại, những cái đầu dò của nó có cái tần số thấp thì nó xuyên sâu được nhưng nó không chi tiết được. Như vậy là có hai loại siêu âm thì không nhất thiết chúng ta phải là thấy nó sao nó bình thường mà chúng ta vẫn nghi ngờ, thì vì cái vòng nó bay vào trong mắt mà thì nó đi đâu, thì lúc đó chúng ta phải dùng siêu âm UVM, có thể nó nằm ở phía trên này mà siêu âm kia cũng không được, thậm chí nó nằm ở trong đường kính mà tất cả UVM, cả CT, cả MRI đều không phát hiện, tất cả bình thường. Chúng ta có cho bình thường không? À không. Lúc đó chúng ta phải định lượng thủy dịch, định lượng dịch kính. Vì cái vật bằng sắt bằng đầu ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nồng độ khi mà sắt cái đầu ấy nó bay vào trong mắt ấy thì sao? Vì cái nồng độ sắt ở đầu ấy nó sẽ cao, và lúc đó chúng ta lại phải định lượng thủy dịch, các yếu tố sắt cái đầu trong thủy dịch hay trong dịch kính so với mắt bên kia hay so với bình thường, thì chúng ta kết luận rằng là mắt này có bị ngoại tật không, để chúng ta phải dùng tất cả những phương tiện chẩn đoán. Đương nhiên phải không, ví dụ CT đầu ngày của nó chỉ phát hiện được khoảng từ 45-65% trường hợp thôi, và những cái vật mà có kích thước là sao, là nhỏ hơn như thế này thì sao, là chiếm 65%. Còn những cái vật mà lớn hơn 0-63 mm khối này thì nó không, thì lớn hơn cái này thì nó sẽ phát hiện 100%, nhưng mà nếu mà nhỏ hơn thì khoảng 40-65%. Người ta thống kê cái tỷ lệ này. Đương nhiên nó không phân biệt được dạng ngoại vật, không cho ta biết được bản chất nó là cái gì. Nó là vàng, bạc, siêu âm, CT không cho chúng ta nhận biết được nó là vàng, bạc, đồng, sắt. Nếu bằng vàng, bằng bạc hay bằng bằng gì đó thì chúng ta không cần lấy ra, nhưng bằng đồng, bằng sắt thì phải lấy ra, đúng không? Ví dụ như vậy thì CT không cho chúng ta biết được. Có thể hỏi tiền sử thợ vàng, thợ bạc hay thợ sắt hay làm nghề gì, thợ kim cương thì làm như vậy. Có một khi có kim cương nó bắn vào trong mắt và đi đôi khi để vô hại. Em ra thì có thể chúng ta cần phải là để cho trường hợp bằng bằng nó bằng gỗ hay là bằng không cảm quan. Tính chất ngoại vật cần phải cho biết được số lượng, vị trí, kích thước, chất liệu. Chất liệu đó ví dụ có hai loại kim loại độc và không độc, kim loại có từ tính và không từ tính. Ví dụ như vậy, ví dụ kim loại độc là cái gì, kim loại độc là sắt, đồng, nhôm rất là độc. Kim loại không độc là cái gì, vàng, bạc, titan và bản chất như vậy. Những cái vật không phải vật không cảm quan, không phải kim loại cũng chia làm hai loại. Ví dụ như là những cái vật mà không phải kim loại mà độc là cái gì, ví dụ như là gỗ, ví dụ như là mảnh lưu ly, ví dụ như là mảnh thực vật. Nhưng mà những cái vật mà không cảm quan mà không độc là cái gì, lạch tích nhựa, lạch tích cái gì, thủy tinh, mảnh đá, mảnh thủy tinh. Thủy tinh nó là mảnh thủy tinh kim cương, ví dụ như vậy. Mảnh đá hồng ngọc chẳng hạn như vậy thì không độc. Mảnh đá granite này cũng có thể không độc. Nhưng mà cái gì, những cái mảnh gỗ này rất là độc. Như vậy người ta sẽ chia ra như vậy. Kim loại độc, kim loại không độc. Những cái kia không phải kim loại đấy nó lại chia ra làm loại độc và
công cộng. Rồi kích cỡ, hình dáng, tất cả cái đều rất là quan trọng. Cơ chế tổn thương là kích thước ngoại vật. Người ta ví dụ như kích thước ngoại vật rất là quan trọng. Những cái vật mà lớn hơn 15mm này mà nó đâm vào thì phần lớn là mu mắt, ví dụ như vị trí vết thương. Ví dụ như vậy, vị trí vết thương ở vùng nào, vùng 1, vùng 2 thì người ta thấy rằng vùng 1, vùng 2 thì tốt hơn là vùng 3 trong những cái vết thương đấy. Người ta thấy rằng nếu như vùng rìa thì tia lửa rất là xấu, có thể gây đến cái gì? Gây nhạt tim sao cả. Tất cả những vết thương vùng rìa cũng có thể gây mù mắt, và tất cả những vết thương vùng này thì người ta khuyên rằng đến mắt đấy thì còn hạt trầm trọng để bảo vệ mắt cái này. Ví dụ như là vùng 3 thường là phía sau gây, còn vùng 1 thì tôi nghĩ không sợ đâu. Thủng giác mạc hay là vết thương ở vùng 1 tôi nghĩ không nguy hiểm bằng vết thương vùng 2 và vùng 3. Thì người ta thấy rằng những cái tổn thương ở vùng 2, vùng 3 có thể gây nhãn viêm giao cảm, có thể hút mắt nhiều hơn, có thể gây viêm nội nhãn nhiều hơn là vùng 1. Thì cần nói vùng vết thương ở vùng nào là tự nhiên, tất cả những cái số liệu này nó giúp cho chúng ta tiên lượng bệnh nhân. Dạ, hỏi là thế ở vùng 1 này vết thương cho tôi bị vết thương xuyên giác mạc đấy thì như thế nào, thì các anh chị sẽ dựa trên thống kê học để các anh chị tiết liệu là vùng 1 nghĩ là giác mạc lên vùng 1 rồi, nghĩ trong đầu thôi chứ không phải nói vùng 1 lên vùng 1 đôi khi bệnh nhân không hiểu. Giác mạc đấy thì có thể không mạc nếu hiểu vùng sau, vùng 2, vùng 3 cũng được. Tiết liệu nếu như có thoát dịch kính và màng hồ đào thì người ta thấy là mù 64% là mù. Ví dụ như vậy thì lực lúc đầu, ví dụ như nếu trên 20% thì 7% là mù. Nếu như thì lực là trên 5/10, ví dụ như vậy, tất cả cái này nó cho chúng ta một cái gì, yếu tố tiên lượng thì lực, thì lực ở những bệnh nhân gì bị ngoại vật nội nhãn. Ví dụ như vậy, vị trí ngoại vật múc nội nhãn cao, nếu ở vùng 3 74%, múc nội nhãn cao, ví dụ như vậy, tất cả cái đấy. Sự cải thiện thị lực, số lần can thiệp, ví dụ như vậy, tỷ lệ bong bóng mạc, tỷ lệ bong bóng mạc, và ví dụ như là phụ thuộc vào vị trí của nó, tất cả cái này cho ta biết. Như vậy để xử trí trên những bệnh nhân này chúng ta phải làm gì? Đánh giá được. Chúng ta phải thu thập được tất cả những số liệu. Những số liệu chúng ta cần thu thập là cái gì? Ví dụ như là độ dài vết thương, vị trí vết thương, đặc tính của ngoại vật. Ví dụ như vậy. Và chúng ta phải xem là kinh nghiệm của bác sĩ. Bác sĩ này mới ra trường hay ông bác sĩ này 40 năm làm trong nghề rồi, hay là 60 năm làm trong nghề rồi, hay 30 năm làm trong nghề rồi. Ông nào tốt hơn? Ông 30 năm tốt hơn 60 năm, 60 năm chắc là ông này. Làm có cái ông mà hiệu trưởng trường đại học kinh công ấy, phải không? Ông Trần Phương nữa, 90 tuổi rồi. Anh chị đọc báo phải không? Có trường có giai đoạn trước ấy. Và toàn những giáo sư, tiến sĩ, nhưng mà tất cả giáo sư, tiến sĩ này 80 tuổi rồi, 90 tuổi. Cái ông ấy là 90 tuổi rồi. Ông làm giám đốc cái bệnh viện, giám đốc cái trường đại học Kinh Bắc ấy. Kinh Bắc, trường đại học Kinh Bắc. Cái trường đại học trước nó mở báo chí ông Mỹ này. Ông ấy 90 tuổi rồi. Tức là ông phải có 40 năm kinh nghiệm trong nghề. Cứ là cho ông 20 tuổi đi nữa, 20 tuổi bắt đầu, nhưng mà 90 tuổi thì ông phải là bao nhiêu? 70 năm trong nghề. 70 năm trong nghề. Mà so với ông 30 năm trong nghề thì sao? Nhưng 70 năm trong nghề chắc là nghĩ là tốt hơn nữa. Nhưng mà vứt vào sọt rác, mấy ông trên 50 tuổi già rồi, không làm gì nữa, về. Bác sĩ 65 tuổi, về. Bác sĩ giỏi nhất là từ 45 đến 55. Từ 55 đến 65 là bắt đầu hạ cánh. 55 là về. Không có cái chuyện ngày xưa là phải giữ lại những người 70 tuổi, những người cao giáo sư, tiến sĩ trong nghề, có kinh nhiều kinh nghiệm. Và Việt Nam là như vậy. Quan điểm đấy hoàn toàn sai lầm. Những người già nên về, kinh nghiệm ấy. Tại vì sao? Bây giờ thời đại này là Internet rồi. Phải cho những người trẻ 35 đến 45 là bắt đầu giai đoạn 90, 25 đến 35 là các anh chị phải học liên tục, 35 đến 45 là bắt đầu giai đoạn đấy là đang làm tương đối tốt,
và 45 là đỉnh cao, 45 đến 55 là đỉnh cao, và 55 là bắt đầu phải nhường chỗ đi, 55 tuổi bắt đầu hạ cánh, 65 là chấm dứt, không làm nữa, tất cả các nhất là những cả nội khoa ngoại khoa không làm nữa, đừng có kinh nghiệm, tại vì sao? Già rồi lẩm cẩm rồi 65 chẳng làm được gì nữa, nhưng Việt Nam mình lại giữ những cái ông đấy, để làm gì? Để đất nước mình càng ngày càng tụt hậu. Bây giờ kính bét danh, thua ở Campuchia. Ông 90 tuổi còn làm hiệu trưởng trường đại học Kinh Bắc, còn bắt đầu mở ra khoa y với khoa bớt không? Rất là buồn cười, rất là ngớ ngẩn. Chúng ta vẫn đang ngớ ngẩn. Này kết thúc đây.